Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, 20/10, là ngày mà chị em đàn bà được nhận những lời chúc, những món tiến thưởng chứa đựng tình cảm yêu thương, ngọt ngào từ cánh con trai. Thế nhưng, có những người đàn bà lại thu được những món tiến thưởng vô cùng cay đắng như người đàn bà trong đoạn clip dưới đây. Một phần sự việc đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Cụ thể vào khoảng 16 giờ chiều nay ngày 20 tháng 10, khi đang lưu thông trên đường Nghi Tàm Tây Hồ, Hà Nội, thì người con trai dừng xe, lao tới tát chửi người đàn bà đi cùng được cho là cung phi anh ta. Theo người chứng kiến thì người đàn bà này còn đang mang bầu. Chẳng rõ ràng Nguyên Hiền Đức đâu và mâu thuẫn thế nào mà người chồng lại có hành động nóng nảy và bạo lực tới vậy. Nhưng dù với bất kỳ lý do gì thì việc một người con trai đánh một người đàn bà đang mang bầu giữa đường, lại còn trong ngày 20 tháng 10, thật khó lòng chấp nhận nổi. Người con trai đánh cung phi giữa đường trong ngày 20 tháng 10. Nguồn clip.